Chào anh em nhé. Tại vì tối hôm qua có một anh khách anh ấy gọi điện cho mình, anh hỏi chim và cũng anh cũng tiện anh hỏi mình tư vấn, thì mình cũng tư vấn với anh em này cách chọn chim và mua chim này. Anh em nhớ loay nhìn kỹ nhé. Ví dụ như trên cái video clip của Đức như đây mình quay là hai con chim trống đang có thái độ đấu nhau, hoàn toàn là hai con chim trống anh em nhé. Và bất cả một con chim nào Đức quay ở trên dàn, Đức quay ở trên dàn là nó đều có cái sự là giáp lồng đấu với nhau, là hai ba cái lồng liên tục, hai ba bốn năm cái lồng nó đấu với nhau. Con nào tốt, con nào ok thì là nó sẽ thể hiện bản năng của con chim đó, nó ra lết và ra bóng bộ và thái độ đấy. Chứ không như anh em khác là bảo là sao em mua chim của người này người lọ, sao thấy nó kìa chim nó chơi nhau, chơi nó cầu cánh mỏ, nó chía rầm rầm thế mà về em nuôi 2-3 tháng, 1-2 tháng mà nó không chơi, thì đấy thì mình cũng rõ lý do nhé. Ví dụ như anh em khác là người ta chỉ nuôi người ta chỉ quay mỗi con chim này chơi rồi, xong rồi nó lói mồm cua môi mua mép rồi nó chơi, ui con chim này chơi xòe đẹp lắm rồi em thề mới gì thì không bao giờ nó chơi nhé anh em nhé. Ví dụ như trường hợp như này, con chim này thật sự của mình là nó chưa có lửa đấy, chưa có lửa nó sẽ chơi như thế này, nó chỉ nó chơi theo bản năng của nó thôi đấy. Còn đâu là con chim mà nó có lửa này nó sẽ chơi mạnh hơn. Nhưng kể cả bất kể một con chim nào chưa có lửa, nó là con chim mộc dở hoặc là chim đã thuần thuần rồi, anh em mà kè như này, xem video nó người ta kè như này, nhưng mà bên cạnh này người ta thả một con trống và một con mái ở trong cái lồng rất là lớn, lồng nồng lực chẳng hạn đấy, thì con trống nó sẽ ra đấu, thì con trống với con mộc dở của mình nó đấu sẽ rất là căng anh em nhé, nên là sẽ nhìn nó sẽ rất là đẹp mắt và mãn nhãn. Nhưng anh em về nuôi là sẽ không bao giờ lên được, mình khẳng định một cái điều đấy luôn. Vì lý do tại sao mình nói đây, con chim này mình cũng bắt theo tình trạng như thế, mình cũng mua tình trạng như thế, người ta kìa với này AV nó chía, nó chơi cầu cánh mỏ, nó chía rầm rầm luôn, nhưng mình về mình nuôi nửa năm nay rồi không chơi luôn. Đấy là mình nói bằng thật, tâm sự bằng thật cho anh em. Con chim này mình cũng mua trên mạng, mình về mình thấy nó hay quá, mình về mình nuôi nhưng mà thực ra là không chơi được đấy. Đấy là cái điều thứ nhất anh em, khi mình để mình trả lời cho một số anh em là như thế đấy. Khi mà hai con chim về mùa này ở ngoài Bắc nó rất là rét, chim của con nào nó có lửa thì nó vẫn cứ chơi bình thường, nhưng mà nó không thể chơi nhiệt được như cái nắng ấm được. Nhưng mà anh em cứ nhìn thấy con chim như thế này, người ta quay như thế này, vì là bạn ấy cũng lêu đích danh cái kênh bán hàng đấy rồi, nhưng mà mình không tiện nói tên cái kênh đó, vì là kênh đó cũng rất là lớn và rất là nhiều anh em ủng hộ nhiều, nên là mình cũng không dám nói xấu người ta mà không dám nói với ai cả. Tùy thôi, đấy là tùy hợp túi tiền và hợp mắt hợp nhãn của ai, thì người anh em cứ mua cứ giao lưu, thích của ai thích người nào thì mua người đấy thôi, chứ mình cũng là người bán hàng nên là cái điều mà nói xấu nhau là điều tối kỵ đấy. Đấy, nhưng các bạn thử hình dung này, như cái bạn đấy mình cũng khi mình thấy đích danh chỉ vào thì mình vào mình xem tìm hiểu kênh, thì cũng chỉ thấy bạn ấy nói nguyễn thắng nói rất là hay, đang rất là nhiều con chim, nhưng mà chỉ quay như này đâu, chỉ quay một mình con chim nó đấu thôi chứ không quay đến cái lồng khác, hoặc là nó đấu kìa giáp nhau với con khác, nên là mình biết thừa luôn, vì mình cũng là người đi test chim và bán chim mà, nên là đấy là cái mẹo để cho anh em biết đấy, và phân tích rõ để làm sao bổ tại sao lý do tại sao chim cò nó như thế, nó người ở nhà người ta nó chơi như thế, về nhà mình nó không chơi. Con chim nào, bất kể con chim nào nó cũng chơi anh em nhé, kể cả má trắng hay lôi loan nó đều đấu, trên video hoặc là kè nhau nó đều đấu cả, nhưng con nó đấu hay đấu dở thôi, chứ còn anh em nhìn thấy đấy khi này mùa này nó rét này nó xù hết lông đâu, nhưng nó chưa có lửa thì làm sao nó đấu đấy, nó chỉ ra thái độ thôi. Thì con chim nào nó chất lượng hơn thì nó sẽ ra thái độ tốt hơn thôi. Thôi mình cũng chỉ nói sơ sơ qua thế thôi cho anh em tìm hiểu và tham khảo thôi, chứ mình cũng không dám dạy đời ai cả. Anh em thấy nó bổ ích thì áp dụng, mà không thì thôi kệ,
mình cũng nói thô nhưng nó thật đấy. Còn đâu ví dụ như là hai con chim clip đây, nó là hai con mộc dở tuổi đời ngang nhau. Anh em nào mà kết con nào thì cũng alo cho Đức. Ví dụ như con chim này, này Đức chưa bán cho anh em với giá là 5,5 triệu này. Con này về anh em căng là chơi cà phê ok này. Con này 3 triệu mình mua 3,5 triệu về bán giờ nuôi nửa năm trời vẫn bán 3 triệu luôn, thanh lý luôn, lỗ vốn luôn. Đấy, nhiều khi anh em phải biết về phải hiểu là như thế. Đấy, anh em nhá, anh em nào kết thì cứ alo chứ đừng nhắn tin đi, nó khó hiểu và khó trả lời lắm, vì là mình đăng lên chim liên tục, nó không thể nhớ con chim này con chim nào được. Anh em cứ gọi điện trực tiếp hỏi, xong rồi cần thiết thì kết bạn Zalo gửi hình ảnh qua con này còn không và báo giá. Đấy. Chứ còn anh em cứ nhắn tin hỏi chung chung, mình không biết con nào cả. Đấy, và hai cái điều mình nhắc lại nhé. Đấy, con chim nó đấu nhau là nó phải treo lực 2-3-5 cái lồng. Ít nhất là nó như thế để mình kè thái độ và con nọ nó đấu con kia. Chứ anh em cứ nhìn cái video mà người ta quay này. À, ví dụ như cái con chim này, nó chỉ quay một mình nó đứng này, xong rồi cái bên lồng này có một con nó nhảy qua nhảy lại, nhưng mà đằng sau đó theo mình nó sẽ là một con mái ấy. Nên người ta sẽ không bao giờ quay hai con nó đấu nhau như thế này, mà người ta chỉ quay một cái con này nó đấu cầu cánh mỏ và nó chỉ đấu một bên thôi nhé. Anh em cái đấy, khi mà con chim nó chỉ đấu một cái bên đấy, tại sao người ta không quay 2-3 con mà nó chỉ quay cái con đấy, mà clip nào người ta cũng quay như thế, anh em không nhìn không tin không phát hiện ra. Thì đúng là nhiều khi nói ra thì bảo là mình dạy đời, đúng là anh em cái đấy anh em chơi chim mà phải hiểu.